Con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào mọi người. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 9 năm 2020. Con làm cái clip này có những cái lời nói và sự việc như sau. Sự việc thứ nhất là con mong muốn qua clip này sẽ cho cô bác ở vùng Châu Đốc, An Giang, vùng An Phú, vùng Cồn Tiên, vùng Châu Giang, vùng Tân Châu và đặc biệt là một số cô chú ở vùng Cần Thơ sẽ biết thêm được một số chi tiết về gia đình ông Lê Tùng Vân. Qua đó có thể tìm ra được những người quen năm xưa của gia đình ông Lê Tùng Vân để sẽ tìm ra được cái thân thế của Minh Tùng và cái nguồn cội của hai đứa con ruột của Minh Tùng. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là sẽ tâm sự với mọi người là vì sao đến bây giờ đã một năm rồi nhưng mà Minh Tùng chưa ra mặt là vì lý do gì, và thêm một cái phần cuối là sẽ phân tích rõ hơn các câu bình luận và các câu hỏi của những cô chú, mọi người, bạn bè trên kênh YouTube cũng như trên kênh Facebook. Thì bây giờ đầu tiên con xin cho cô chú ở trên YouTube coi những cái này. Thì ở trên Facebook con có đăng rồi, Facebook của con là Facebook Lê Thanh Minh Tùng. Thì những cô chú nào chưa biết á, thì cô chú vào cái kênh YouTube của con, có mấy cái con có để cái đường link ở dưới, thì cô chú truy cập vào, mọi người truy cập vào sẽ dễ coi rõ hơn. Rồi bây giờ con sẽ cho mọi người coi một cái giấy. Cái giấy này là giấy hồi xưa, xưa lắm rồi mà còn lưu lại và giữ lại. Thì đây cũng là cái minh chứng là cho thấy ông Lê Tùng Vân và gia đình của ông Lê Tùng Vân có ở nơi này. Và hy vọng những người năm xưa ở nơi này sẽ tình cờ biết được cái sự việc này. Ở đây cô chú nhìn trên màn hình nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Bên đầu bên tay trái là An Giang, Phú Châu, Phước Hưng, ấp 2. Như vậy là ở đây là chúng ta cho thấy cái tờ giấy này là được viết tại An Giang, Phú Châu, Phước Hưng, ấp 2. Thì tờ giấy này viết như sau: kính rể Ủy ban Nhân dân xã Phước Hưng, thưa tôi ký tên dưới đây là Lê Thị Phải, rồi mấy chữ kia mờ quá, sau đó là hiện ngụ tại ấp 2 xã Phước Hưng, huyện Phú Châu. Vì lý do nhà bị giật miên đốt cháy nên tôi, rồi bị mất mấy chữ ở dưới, tiếp là kính gửi Ủy ban nhân dân, kính gửi Ủy ban xã Phước Hưng cho phép tôi được mất mấy chữ ở dưới là chữ sơ tán số huệ và một sơ tán gì đó và là 100 ký thuốc vào tại nhà con tôi ở Cần Thơ. Như vậy là bà Lê Thị Phả này có một người con ở Cần Thơ nữa. Rồi gia đình chúng tôi gồm có 5 nhân khẩu. Lê Thị Phải sinh năm 1944, sinh 1916. Lê Thanh Vân sinh năm 1944. Nguyễn Mỹ Hạnh sinh năm 1946. Lê Thị Thu Vân sinh năm 1940 và Lý Thị Loan sinh năm 1960. Như vậy là cái năm mà bà Lê Thị Phải đứng ký tên dưới cái đơn này là bà Lê Thị Phải đang ở xã
ở xã Phước Hưng, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang ấp 2, thì nay là vùng An Phú của Châu Đốc An Giang. Thì gia đình của bà Lê Thị Phải thì lúc này có 5 người là Lê Thị Phải, Lê Thanh Vân, Nguyễn Mỹ Hạnh, Lê Thị Thu Vân và Lý Thị Loan. Thì Lê Thanh Vân là chú Năm. Lê Thanh Vân á, là người mình hay gọi bằng ba. Rồi Lê Thị Thu Vân thì mọi người cũng đã biết rồi, mình cũng đã biết là cô Tư Lê Thị Vân là Lê Thị Thu Vân là nuôi mình từ nhỏ tới lớn. Thì ở đây còn hai người là bà Nguyễn Mỹ Hạnh và bà Lý Thị Loan. Thì xin hỏi nếu có ai biết hoặc có những người con, người cháu của hai bà này là bà Nguyễn Mỹ Hạnh và bà Lý Thị Loan thì có thể biết rõ về gia đình ông Lê Thu Vân và chắc cũng phải biết rõ về cái thân thế của Minh Tùng từ đâu mà xuất hiện. Tại vì Minh Tùng là từ năm 85-90 lấy tại Châu Đốc mà mọi người. Cái đó mình đã nói rồi, mọi người xem lại các clip trước nha. Thì cái đơn này là ở dưới này có cái chữ ký của thay mặt Ủy ban Nhân dân xã. Thì lúc này Ủy ban Nhân dân xã là ông gì ta, ông cái gì Phóng Phóng á, có ghi tên. Thì cái Phước Hưng này, tờ đơn Phước Hưng này viết ngày 29 Tây tháng 4 năm 1978. Thì lúc này Minh Tùng chưa sinh ra đời. Minh Tùng sinh năm 1985, nhưng mà hy vọng là những người thân quen, cô chú, ông bà năm xưa biết rõ về gia đình ông Lê Tùng Vân. Thì chắc chắn, tại vì 30 á, sống tới năm 2002 bà Mười mới mất, thì chắc chắn những người này cũng phải biết bà Mười như thế nào, ông Lê Văn Tắc như thế nào và các con của ông Lê Tùng Vân, các con của bà Lê thì phải như thế nào. Thì khi Minh Tùng sinh ra đời chắc họ sẽ biết được. Như vậy là xong cái tờ giấy thứ nhất. Và tiếp theo là cái tờ giấy thứ hai. Thì tờ giấy thứ hai này mình xin được phép đọc như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, kính gửi trưởng công an phường An Thới, Cần Thơ. Tôi ký tên sau đây: Lê Thị Thu Vân, 47 tuổi, hiện ngụ tại số 232/34/11, đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, Cần Thơ. Trong thời gian 5 năm qua, tôi đã ngụ tại phường An Thới vì phải sơ tán giặc miên. Tôi đã được trưởng đoàn công an giúp đỡ nhiều. Nay một lần nữa, kính xin trưởng đoàn công an vui lòng giúp đỡ chứng nhận cho tôi được chuyển về nhà cháu tôi thuộc phạm vi phường An Hòa. Trong khi chờ đợi kính gửi đến trưởng đồn lời chào đoàn kết và xây dựng kính đơn Thu Vân, Lê Thị Thu Vân. Xác nhận Lê Thị Thu Vân không có hộ khẩu phường An Thới, chỉ tạm trú vì nay đi cư ngụ qua phường An Hòa. Ý là lúc này trưởng công an phường là ông Nguyễn Đại Đồng. Thì như cái đơn này là 29 tháng 4 năm 82, là 3 năm sau Minh Tùng sinh ra đời, có mặt ở ngoài đời. Thì xin hỏi cái cô mà xin hỏi cái số nhà 232/34/11 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, Cần Thơ hiện bây giờ là căn nhà đó là còn hay không và như thế nào. Rồi khi cô Tư Lê Thị Thu Vân nói chuyển về nhà cháu tôi thuộc phạm vi phường An Hòa, thì xin hỏi năm 82 cháu của bà Lê Thị Thu Vân là ai ở sống tại phường An Hòa? Thì chắc chắn là 3 năm sau, năm 82 đến năm 85, thì Minh Tùng ra đời năm 85, thì chắc chắn phải có người biết là Minh Tùng từ đâu xuất hiện ra. Một là xuất hiện trong gia tộc Lưu Vân, hai là người khác đem cho. Thì với hy vọng hai cái tờ giấy này sẽ thêm một cái minh chứng về cái thân thế của Minh Tùng.
Như vậy ở đây chúng ta sẽ nói thêm là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thì cho rằng Minh Tùng là ở đâu á, ở đâu lụm dụng cái gọi là cái gì? Cái clip trước mình Nhất Nguyên nói là Minh Tùng là cái gì? Gách gưới rồi dơ dái rồi cái gì á, gọi là không có sạch sẽ dơ dái á, rồi ở đâu á được cô Tư chú Ba đưa vào tỉnh thất rồi sau đó thôi chuyện nó qua là mình không nói lại, mình chỉ nói sơ thôi. Thì đây là hình ảnh cô chú cũng đã xem rồi, ở đây mình xem lại cho rõ hơn chút. Thì đây là hình ảnh đó, áo sọc đỏ là Minh Tùng nè đó, rồi Minh Quang, nhìn các bạn nhìn thấy rõ không, để đưa vô cho bạn nhìn rõ chút nha. Đó Minh Tùng, áo sọc đỏ, Minh Quang. Đó, Minh Tùng áo sọc đỏ, Minh Quang áo thun ba lỗ. Người đeo kiếm áo sọc đỏ là chú Năm Lê Sinh Vân. Người áo Minh Quang là cô Phụng. Cô Phụng là vợ trước của ông Lê Thanh Vân. Hiện nay hai người không có sống chung. Lý do thì chắc không có thuận. Lý do đơn giản thôi thì không còn duyên thì hết. Và đặc biệt mọi người, đây là cô Tư nè mọi người. Đó, cô Tư đứng kế cái cô áo trắng đó. Đó là cô Tư đó. Đó cô Tư. Thì như vậy là mọi người đã thấy Minh Tùng là xuất hiện trong gia đình ông Vân ngay từ rất nhỏ, đã được đi theo ông Vân, ông Lê Tùng Vân chơi ngay từ nhỏ. Đây là cái hình này là chụp tại Cổ Thạch nha mọi người. Cổ Thạch nhiều người tay đó, Minh Tùng, Minh Quang ngồi kế cô Tư, ở giữa là Minh Tú. Minh Tú là bị cô Duyên Lan ngồi che cái mặt rồi. Nó chơi ở trên là vẫn là chú Năm Lê Thanh Vân đội cái nón. Thì nhiều người thắc mắc là Cổ Thạch là ở đâu. Cổ Thạch là từ, nếu mà từ thành phố, nếu từ dưới miền Tây mình đi lên á thì sẽ đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh xong mình sẽ đi ra Đồng Nai. Đồng Nai mình sẽ đi tiếp ra Bình Thuận. Thì Bình Thuận nói cho dễ hiểu là Phan Thiết đi. Đó, rồi Phan Thiết mình sẽ đi ra Phan Rí. Khi tới Phan Rí rồi thì từ thị trấn Phan Rí đi xuống biển Cổ Thạch thì nó chỉ tầm khoảng 14 cây nữa. Còn từ Phan Thiết mà đi xuống Cổ Thạch thì khoảng 50 cây, 60 cây nữa. Thì cái Cổ Thạch này trên trang Facebook và trên trang web mình có chụp hình Cổ Thạch mấy lần, mình đi đưa khách ra ngoài Cổ Thạch tham quan. Mình có đến đây mấy lần khi lớn lên. Rồi như vậy là ở lúc đầu mình đã đưa ra những cái hai cái tờ giấy. Đó là những người mà trước kia đã từng gặp bà Lê Thị Thu Vân. Ở với bà Lê Thị Thu Vân thì hy vọng các anh chị em, cô chú hay là các con của những người đó sẽ biết được nhiều hơn về cái thân thế Minh Tùng. Ở đây chúng ta sẽ phân tích cái vấn đề nhiều bạn lên bình luận nói rằng cái vấn đề mà của ông Lê Tùng Vân á là rất là bình thường trong xã hội. Thì mình nói như vậy, ở đây mình không kể lại cái tội ác của ông Lê Tùng Vân nữa, mình không nói nữa, nói nhiều rồi. Bây giờ mình ví dụ một đơn giản như vậy thôi. Là ở nơi mình sinh sống có những thầy mà gọi là thầy đi tụng đám ma đó mọi người. Là những thầy đó là họ cũng là tu, nhưng mà họ tu theo một cái cách khác của họ. Là họ đi tụng đám ma. Thì những người mà thầy đi tụng đám ma họ vẫn có gia đình, có vợ và có con ăn mặn, đó là chuyện bình thường. Ở đây tu nó có nhiều trường phái lắm mọi người. Không phải là tu là tất cả phải ăn chay, là tất cả phải ăn mặn,
hay là tất cả phải lấy vợ hay tất cả không có vợ. Cái chuyện đó là cái hệ thống Phật giáo mình không có rành, nhưng mà mình biết là những cái chuyện đó là trường phái, mỗi mỗi trường phái có mỗi cái khác nhau. Nhưng ở đây mình nói các bạn nghe như vậy, thí dụ như các bạn có con đi, có khi nào các bạn đem các con ra ngoài chợ, các bạn nói nó cha mẹ nó chết hết rồi, ông bà chết hết rồi, nó mồ côi và tôi phải nuôi nó, rồi các bạn xin tiền người ta không? Không ai làm vậy hết á. Tôi đơn giản, ví dụ như bây giờ đơn giản như mình nè, đó, mình có 2 đứa con, bây giờ mình lên mạng mình nói 2 đứa con ruột của mình là mình xin ở ngoài chợ đem về, xin nó trong bệnh viện đem về, cha mẹ nó chết hết rồi, mình nói vậy các bạn có chấp nhận được không? Dĩ nhiên là không. Đem con mình ra bán, ra bán bổ, ra nhà bán thì dĩ nhiên là không ai chấp nhận chuyện đó. Bây giờ chúng ta đừng nói ông Tùng Vân tu hay là không tu, ăn mặn hay không ăn mặn, có vợ không có vợ, mà bây giờ chúng ta chỉ nói đơn giản thôi, con ruột của ông Lê Tùng Vân sinh ra thì ông Lê Tùng Vân phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, phải có trách nhiệm nuôi dạy. Bây giờ ổng đẻ ra ổng nói đó là mồ côi là không có được, trong khi ổng là cha ruột của tụi nó, cô Hiền, cô Lê Thu Vân là cha ruột tụi nó, rồi cô Đài là mẹ, cô Hiền là mẹ ruột tụi nó, rồi cô Đài là mẹ ruột tụi nó. Đến khi mà sinh 5 em bé thách thức danh hài ra thì 5 em bé đó có mẹ ruột là Huyền Trang, mẹ ruột là Kỳ Duyên và mẹ ruột nữa là Huyền Trân, thì lại đi nói 5 em bé đó mồ côi thì không chấp nhận được. Chúng ta hãy tạm gác cái chuyện tu hay không tu đi, chúng ta chỉ nói cái chuyện an sinh xã hội thôi. Là các bạn thấy cái chuyện đó là sai trái vậy, là cực kỳ. Mà bây giờ sai trái trầm trọng là bây giờ nè, mình nói bây giờ đơn giản nè. Bây giờ thí dụ như mấy đứa con ruột của Huyền Trang với Kỳ Duyên với Huyền Trân, mình nói thiệt với mọi người, với ông Tùng Vân hay là những cô chú nó như Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên rồi đi nữa, mà 18, khi tụi nó được 18 tuổi rồi, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên nó đâu có, nó lúc đó nó cũng già rồi đúng không mọi người, 50 mấy rồi, 60 rồi, không lẽ nó đi lại nói con là con của con ruột của cô Huyền Trang, mà mẹ ruột của cha ruột của con là ông nội, không lẽ Hoàng Nguyên lúc có 60 tuổi đi nói với mấy đứa nhỏ như vậy đúng không mọi người? Nói rồi chẳng lẽ kêu lại nói Kỳ Duyên là mẹ của con, cha con là ông Tùng Vân. Và nếu tụi nó hỏi ủa vậy sao cha con mà lại là cha luôn của Quyền, của mẹ con là sao, thì các bạn thấy cái sự mà nó cay đắng ở chỗ đó. Mà qua mà nếu mà trong 5 đứa đó mà có 1 đứa thông minh lanh lợi như Minh Tùng thì 30 năm sau tụi nó cũng mới đi tìm hiểu rồi, thế là lật mặt. Lúc đó là không còn, mà không, lúc đó không còn gọi là lật mặt ông Lê Tùng Vân, mà 30 năm sau sẽ có một vụ án mới là lật mặt Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên. Mọi người thấy mình nói đúng không? Bởi vì hệ lụy dữ lắm. Rồi tạm gác hết những chuyện đó, hôm nay mình làm ngắn gọn. Rồi bây giờ mình nói cái chuyện quan trọng là vì sao đến bây giờ con Lê Thao Minh Tùng chưa chưa ra mặt. Thì mọi người ơi, nó như vậy, trong cuộc sống thì những gì các bạn thấy nó chỉ là cái bề mặt nổi thôi, còn cái bề mặt chìm thì không có ai nhìn thấy. Cái sự việc của ông Lê Tùng Vân á, thì có nhiều nhân chứng, rất là nhiều nhân chứng, nhưng mà họ có những cái cuộc sống riêng tư nên họ ngại, họ không có muốn ra mặt. Và nói với Minh Tùng thì không, nói Minh Tùng thì ông Lê Tùng Vân không có gì để cho Minh Tùng đáng sợ, và những đứa con của ông Lê Tùng Vân cũng không có gì để cho Minh Tùng đáng sợ. Nhưng mà ở đây á, Minh Tùng không ra mặt là nó có một cái lý do, là cái lý do ở đây rất đơn giản là cái lý do về mặt kinh tế. Thì nói kinh tế ở đây là như thế nào?
Như các bạn xem trên mạng thì các bạn thấy Minh Tùng ngồi đờn, rồi chạy xe đi làm này nọ kia, thì nhiều người nói cái đó là Minh Tùng giàu có tiền, nhưng mà thật sự không phải vậy. Cái đó cái bề mặt nổi thôi, mọi người nhìn thấy vậy chứ không phải là vậy. Cái bề mặt chìm á thì chỉ có trong gia đình Minh Tùng và những người thân Minh Tùng mới biết rõ thôi. Thì như vậy, trong cuộc sống á, khi mình đi làm, mình chạy xe thì nó có những cái vấn đề gọi là ngoài ý muốn. Nó không có được như mong muốn của mình, thì nó có xảy ra những cái sự việc gọi là mình phải gọi là bồi thường cho cái sự việc đó, rồi mình phải nói mà như là mình phải chịu mất một số tiền lớn để trả giá cho những cái việc mà gọi là ngoài ý muốn. Thì như vậy là thành ra cái kinh tế của mình nó sẽ bị gọi là bị thiếu thốn, bị hụt ngân sách. Thì từ cái thiếu thốn và ngân sách đó thì mới tới xảy ra những cái chuyện là đi vay, đi mượn. Rồi thì nói chung là Minh Tùng là từ xưa tới giờ là chưa bao giờ mà giật nợ của ai 1.000 đồng hay là gọi là mượn rồi không trả, thì chuyện đó là không bao giờ có. Mà có cái ở đây là nó kinh tế nó không được rộng rãi, thì nó cái vấn đề mà để khi bằng để trả thì nó lâu, nó kéo dài. Thì như vậy á, là khi mà cái chuyện ông Lê Tùng Vân mà thách thức nhân chứng này nọ, thì Minh Tùng mới đứng ra để chỉ rõ ông Lê Tùng Vân, nhưng mà không ra mặt, là không phải e ngại sợ gì, nhưng mà cái e ngại và cái sợ đây là cái về mặt kinh tế. Tại vì khi mình thí dụ như khi mình nợ nần người ta đi mà mình không lo trả nợ, rồi mình tới đây mình lên đây mình phát biểu linh tinh tùm lum tùm la, xong rồi mình còn đưa mặt lên, thì chẳng khác nào mình thách thức người đó. Cái người mấy người mình nợ nần á, người ta nói anh thiếu nợ tôi, anh không lo trả, anh không lo làm ăn, anh suốt ngày anh ăn rồi anh quay phim, quay YouTube, rồi anh lên mạng anh ý kiến này ý kiến kia, anh làm Facebook này kia, anh không có lo chuyên tâm đi làm chuyên tâm này nọ. Rồi còn một cái nữa là nếu mà sao rồi xong cái những mà người ủng hộ ông Lê Tùng Vân ủng hộ những hành động sai trái của ông Lê Tùng Vân á, thì sẽ quay ra là sẽ nói là bắt đầu mà kiểu mà các bạn thấy chỉ là một cái chuyện đơn giản thôi mà Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên cứ lo ra nó hoài, nó Minh Tùng đi tù rồi phạm pháp rồi cướp của giết người, các bạn thấy một cái chuyện đơn giản vậy thôi. Mà bây giờ nếu mà cộng thêm cái chuyện kinh tế nợ nần này xảy ra nữa thì họ sẽ lo ra họ nói tiếp. Nên vì vậy mình ngại, mình không có đưa cái mặt ra ngoài xã hội là như vậy. Ở đây không phải là trốn nợ nha, trả nợ đàng hoàng, nhưng mà kinh tế nó đang bị kẹt rất là nhiều, cho nên mình còn phải xoay sở những cái vấn đề đó. Cho nên mình không muốn những người mà mình còn thiếu họ, họ lại lên họ nói là Minh Tùng không lo làm ăn, lo cái những cái chuyện gì đâu không. Đó là cái lý do mình ngại, mình không muốn ra mặt ngoài xã hội là như vậy. Chứ không phải là ngồi ở đây rồi muốn nói gì nói, rồi muốn làm gì làm. Cái chuyện đó là thưa với mọi người là không có. Thì như vậy hôm nay là mọi người đã biết lý do vì sao mình không ra mặt trong thời gian này. Hiện tại mình đang cố gắng sắp xếp, thu xếp về kinh tế. Khi tất cả cái mặt kinh tế của mình thu xếp ổn định, coi như là mình không có gọi là ở ngoài xã hội là mình không có vướng bận chuyện gì nữa,
thì mình sẽ chính thức ra mặt cho mọi người biết. Mọi người hãy thông cảm cho mình trong thời gian này. Thật sự mà nói, cái đồng tiền mà làm bằng mồ hôi nước mắt nó rất là khó kiếm. Thí dụ như có những người kinh tế người ta không có, người ta eo hẹp thì người ta sinh ra những cái chuyện làm phi pháp như buôn bán hàng trắng, buôn bán thuốc lắc, hay là buôn bán những cái mà cơ quan chính quyền cấm, hay là như có những hành động là đi ăn cướp, ăn giật, rồi lừa đảo. Thì đối với mình, khi những hành động đó là mình không chấp nhận. Mình đã hứa với trong lòng mình là khi bước ra khỏi cái trường cải tạo năm 18 tuổi, khi bước đi thò chân ra cái trại đó, là mình đã quyết tâm hứa trong lòng không bao giờ làm một chuyện gì mà để sai trái với pháp luật, dù cho là một chuyện rất là nhỏ cũng mình cũng không làm. Thà là đi ăn xin, ngồi ngoài đường chè tay xin tiền ký dứt khoát, không làm những chuyện vi phạm pháp luật. Cho nên mình quyết tâm sống đàng hoàng. Với lại mình có con, mình cũng muốn để đức cho con của mình. Người ta nói cha mẹ ở cái đức thì con cái có phước, thì mình cũng gán làm để đức cho con mình. Cho nên về mặt kinh tế, mình đang cố gắng hết sức mình để phục hồi kinh tế, để gọi là ổn định kinh tế xong xuôi hết rồi thì mình sẽ ra mặt. Chứ bây giờ ra mặt là về mặt kinh tế ở ngoài xã hội là mình còn vướng mắc rất là nhiều, cho nên mình không tiện ra mặt. Là cái lý do đó thì hôm nay mình đã công bố lý do vì sao một năm nay mình không ra mặt ở trên trang mạng xã hội được, là cái lý do đó. Sau clip này mong mọi người sẽ chia sẻ những cái nội dung đầu tiên mà mình mới vào clip mình nói đó. Hy vọng những người cũ năm xưa sẽ tìm ra được thân thế và nguồn gốc của Minh Tùng. Dạ, con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.